cái hút máu là cỏ, nó về là quay về lóc rồi. Cỏ nó không, nó là không phải Việt Nam, ở đâu cũng là cỏ chứ. Một trong những văn hóa lâu đời của bọn tao là thuốc lào ê. Nhưng mà hút rồi rồi. Rất nổi. Hút cái gì các kiểu sản rồi. Ê, mấy bạn cho tôi xin được. Anh ăn bằng gì? Chị đang làm lắp đúng không? It was at this moment that he knew he fucked up. Không làm nữa.
lãng lai tình cảm. Lên lên YouTube rất thầy vấn hoa hồng. Tại vì nãy có hai người đứng trong khung hình. Không có đâu. Cười tắt mic rồi. Cười chém bùn luôn. Anh biết đâu. Học online. Sợ quá.
phim phim gặp cháu rồi. Ông Hàm phải sao vậy? Ma túy, anh em, cờ bạc. Mi mày đi về, dặn anh em không chơi cờ bạc trong tù vì cờ bạc. Này. Vui gần chết. Rồi tao cười tao ỉa.